Hồi đây là nhà thờ lớn nhất Italy. Đây là những dấu tích của Đức Thánh Cha mà họ không có Đức Thánh Cha nào. Đây là dấu tích của Đức Thánh Cha mà. Cha Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. John Paul nào? Đúng rồi. Những dấu tích của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Gia đình tám ơi, bữa nay có thân lễ như xa mà có nhiều đứa cha lắm không?